bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Nissan, chuyên gia máy thực phẩm số 1 tại Việt Nam. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng và vệ sinh cũng như là bảo quản máy cơ xương vỏ nhôm hiệu quả nhất. Hãy cùng theo dõi đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào nhé. Bước đầu tiên khi sử dụng chiếc máy này đó chính là bạn sẽ cần kiểm tra thật kỹ các bộ phận của máy, đặc biệt đó chính là lưỡi cưa. Bạn cũng cần kiểm tra kỹ nguồn điện có xảy ra hỏng hóc hay là trục trặc gì hay không để có thể kịp thời trước khi đưa máy vào hoạt động. Để kiểm tra lưỡi cưa thì bạn hãy mở nắp hộp ra và sau đó thì thử quay cho lưỡi cưa chạy khoảng 10 vòng xem là có vấn đề gì hay không. Nếu như không có vấn đề gì thì bạn sẽ đóng phần nắp này vào và chuyển sang bước tiếp theo. Tiếp đến là chúng ta sẽ cần chuẩn bị nguyên liệu cho vào máy. Với công suất cao, máy có thể cưa được số lượng lớn nguyên liệu cùng một lúc. Vì vậy nên để không làm gián đoạn công việc kinh doanh thì bạn nên chuẩn bị sẵn nguyên liệu và làm sạch trước khi đem đi cắt. Trong video hướng dẫn này thì Nissan sẽ thử cưa xương và chân giò thực tế để các bạn có thể quan sát kỹ hơn nhé. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong thì việc tiếp theo cần phải làm đó chính là khởi động máy. Bạn sẽ cần kết nối máy với nguồn điện. Tuy nhiên một lưu ý quan trọng đó chính là điện áp như thế nào. Với loại máy cưa xương có cần gạt xương như là J210 và J310, nguồn điện 220V là sử dụng được rồi. Thế nhưng loại máy cưa xương có bàn đẩy J350 và J410 lại cần đến điện áp cao hơn, đó chính là 380V. Bạn cần lưu ý sử dụng nguồn điện phù hợp nhé. Sau khi kết nối nguồn điện xong thì bạn sẽ bật nút công tắc on ở dưới bàn đẩy hoặc là dưới thân máy và để máy chạy không tải khoảng 1 đến 2 phút xem là máy có vận hành đảm bảo an toàn hay không. Sau đó thì điều chỉnh chiều ngang của thanh chắn tùy vào kích cỡ miếng thịt mà bạn muốn cắt như thế nào. Ví dụ như là nếu như cắt chân giò thì bạn có thể điều chỉnh độ ngang khoảng 2 đến 4cm. Cắt thịt bò thì bạn sẽ điều chỉnh độ dài lát cắt khoảng 1cm để làm dipstick. Điều chỉnh thanh ngang xong thì bạn sẽ cần đưa nguyên liệu hoặc xương hoặc là thịt cá đông lạnh vào cắt. Thông thường thì mọi người sẽ dùng tay để đẩy nguyên liệu, tuy nhiên thì việc này có chút không an toàn. Để đảm bảo công việc cưa hoặc là cắt nguyên liệu thuận tiện và bảo vệ cho chính người dùng thì bạn sẽ nên cần cầm phần tay đẩy hay còn gọi là phần cần gạt xương hoặc là bàn đẩy được trang bị sẵn của máy để đun thực phẩm vào lưỡi cưa. Nguyên liệu sau khi cưa hoặc là cắt xong thì sẽ được đẩy ra phía sau của lưỡi cưa, bạn chỉ cần lấy thành phẩm trên bàn cưa này là được. Làm tương tự như vậy cho đến khi hết nguyên liệu thì dừng lại. Khi cắt các loại nguyên liệu khác nhau như là xương hay là chân giò thì quả thực phải nói rằng là trăm lát cưa đều như một, rất đều và đẹp. Đặc biệt là cưa xong thì không hề bị nát vụn, khác biệt hoàn toàn so với việc cắt thủ công trước kia. Việc cưa hay là cắt nguyên liệu cũng nhanh hơn rất nhiều, tiết kiệm được thời gian và công sức. Nếu như không còn nhu cầu sử dụng nữa thì bạn hãy tắt công tắc và vệ sinh máy sạch sẽ cho lần sử dụng tiếp theo. Công việc vệ sinh máy này thực chất cũng không quá khó khăn, bạn chỉ cần cẩn thận hơn là được. Trước hay sau khi sử dụng để đảm bảo an toàn vệ sinh trong chế biến thực phẩm thì bạn sẽ cần phải lau sạch lưỡi cưa và các bộ phận khác, đặc biệt là những bộ phận tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm như là tay đẩy, bàn đẩy hoặc là bàn cưa, thước điều chỉnh độ dày lát cắt. Các bộ phận khác thì cũng có thể dùng khăn mềm để lau sạch. Một cách để bạn có thể vệ sinh sạch sẽ toàn máy sau khi sử dụng đó chính là mở phần tay đẩy hay là mở nắp hộp để làm sạch các mảng vụn thịt hay là xương còn sót lại ở bên trong máy bằng khăn sạch. Tiếp đến là chúng ta sẽ tháo khay chứa vụn xương dưới chân máy ra để vệ sinh sạch sẽ. Sau đó thì bạn sẽ lắp trả lại vị trí ban đầu. Lưu ý khi vệ sinh máy thì bạn nên cẩn thận với phần lưỡi dao sắc bén này, rất dễ bị xước tay. Nên để máy ngừng hẳn rồi mới vệ sinh, tránh để nước bắn vào động cơ. Nên tra một lớp dầu vào lưỡi dao để bảo quản tốt hơn nếu như không sử dụng trong thời gian dài. Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng cũng như bảo quản và vệ sinh máy cưa xương vỏ inox rồi. Rất mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích phần nào cho các bạn. Khi mua sản phẩm máy cưa xương tại Điện máy Nissan, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành miễn phí 12 tháng và bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển bán kính đến 10 km tại tất cả các chi nhánh cửa hàng trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Với hệ thống hơn 15 chi nhánh và không ngừng mở rộng khắp cả nước sẽ hỗ trợ khách hàng đến tham quan trải nghiệm, mua hàng trực tiếp dễ dàng và nhanh chóng. Từ đó mà bạn sẽ được an tâm khi chọn mua sản phẩm của chúng tôi. Ngoài máy cưa xương thì bạn có thể tham khảo thêm một số sản phẩm liên quan khác để phục vụ công việc chế biến kinh doanh được hiệu quả hơn như máy thái thịt, nồi nấu phở, bếp chiên, máy hút chân không.
Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số hotline trên màn hình 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn hãy truy cập vào trang web dietmydesign.com để có thể tìm hiểu thêm những sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như yêu thích video này thì hãy nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Nissan nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.